Để tiếp tục, Nam Anh kính mời quý vị theo dõi tiếng nói cử tri với Jackie Bông. Jackie Bông xin kính chào quý vị. COVID-19 gây đại loạn, làm xáo trộn tất cả trật tự kinh tế, văn hóa, xã hội của gần 200 quốc gia trên thế giới. Từ hoàng tử Albert của Monaco và hoàng tử Charles bên Anh Quốc đến thủ lãnh quốc gia Đức Quốc như thủ tướng Angela Merkel và thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Rand Paul hay ông Harvey Weinstein bị buộc tội bạo hành tình dục, đang cư ngụ trong nhà tù, cũng bị COVID-19 nhiễm độc. Trong cuối tuần tháng 3, gần 450.000 người đang bị lây nhiễm và 20.000 người tử vong trên toàn cầu. Tổng thống Trump sợ Hoa Kỳ rơi vào suy thoái kinh tế nên tuyên bố trong ngày 23 tháng 3 là muốn hoạt động thương mại bình thường trở lại trong đầu tháng 4, tức trong 2 tuần lễ tới. Tổng thống cho là nền kinh tế đứng đầu trên thế giới với 160 triệu công nhân phải luôn tiếp tục luân chuyển, không thể ngưng trệ được. Nhưng bác sĩ William Schaffner của Đại học Vanderbilt nói, tại thời điểm này, điều cần thiết phải nhấn mạnh là cách ly xã hội. Sau 2 tuần giằng co nhau trên quốc hội, cử tri thở nhẹ khi thấy lưỡng đảng Dân Chủ và Cộng Hòa thông qua kế hoạch cứu nguy tài trợ 2.000 tỷ Mỹ Kim. Bên Dân Chủ muốn gia tăng trợ cấp cho người nghèo bị mất việc và thêm ngân quỹ mua dụng cụ y tế còn thiếu hụt. Còn bên Cộng Hòa muốn cứu nguy nghiền nền kinh tế, giúp tài trợ các doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong thời hạn 120 ngày sắp tới. Cộng Hòa nói kinh tế phục hồi thì chế ngự nhanh chóng được bệnh COVID. Dân Chủ khẳng định có giải pháp y khoa thì toàn bộ nền kinh tế sẽ hoạt động trở lại. Cử tri thử hỏi coi đại dịch là một cảnh báo cho loài người hiểu là họ đã tấn công vạn vật và hủy hoại phá vỡ trật tự của thiên nhiên hoàn hảo với kỹ thuật khoa học và kinh doanh, cho nên động đất, sóng thần và nhiều đại dịch nổi lên như cuồng. Lá phổi loài người hít vào cả ngàn tấn khí thải độc hại trong bầu không khí đang diễn ra như một trò chơi domino. Jackie Bông xin kính chào quý vị.